Rồi kế tiếp tục mình qua part 3 question 14 to 18. For each question, choose the correct answer. Đối với mỗi câu hỏi thì mình chọn câu trả lời đúng. Mình sẽ học về một cái này là cái format, cái mẫu mới ha, so với cái phiên bản CAT cũ của mình thì nó không có dạng này. Cái này nó giống giống như PET vậy các bạn, tức là mình đọc một cái bài văn, sau đó mình trả lời các cái câu hỏi từ câu 14 đến câu 18. Ở đây nó là dạng multiple choice. Như vậy thì các bạn sau khi đọc xong, cái may mắn của mình là mình xác định được là một cái câu hỏi bên đây thì nó sẽ tương đương với một cái đoạn bên đây. Ví dụ đoạn 1 này sẽ trả lời cho câu 14 và tương tự như vậy. Thì các bạn sẽ vòng vòng cái khu vực trong cái đoạn này để mình kiếm thông tin trả lời thôi. Như vậy thì các bạn, ngoài cái việc mà mình chọn đáp án đúng thì các bạn nên loại đáp án sai, đáp án còn lại là đáp án đúng. Đó là chắc ăn nhất ha. Rồi mình học về Jack Scadder. Một cái violin player Jack Scadder play in the Australian band Ocean Blue. Một cái người chơi đàn violon là đàn vĩ cầm ha các bạn. Tên là Jack Scadder. Jack Scadder chơi ở trong một cái ban nhạc của Úc là Ocean Blue, cái tên của ban nhạc. Jack Scadder started playing the violin when he was 10. Jack Scadder bắt đầu chơi đàn violin là đàn vĩ cầm khi anh ấy 10 tuổi. My music teacher played and one day he asked if anyone wanted to learn. Giáo viên mà dạy nhạc của tôi chơi, tức là chơi đàn vĩ cầm á, và một ngày nọ thì anh ấy hỏi là nếu có ai muốn chơi hay không. Some girls put up her hand and so did I. Một vài cô gái thì cũng giơ tay lên và tôi cũng làm như vậy. I didn't have a violin, but my uncle said I could use his. Tôi không có cái đàn violin, nhưng mà chú của tôi á, thì nói là tôi có thể sử dụng cây đàn của chú ấy. The lesson was really hard at first, but playing the violin soon become important to me. Những cái bài học ban đầu á, thì rất là khó, nhưng mà chơi đàn vĩ cầm sớm trở nên rất là quan trọng đối với tôi. Như vậy bên câu số 14 người ta hỏi là what do we learn about Jack in the first paragraph, tức là ở đoạn đầu tiên thì chúng ta biết gì về Jack. Như vậy mình sẽ loại từ từ ha. Mình dò qua các cái đáp án A, B, C trước. A nè, he was the only person at school to play the violin. Nó sai ở chỗ the only person. Ngay chỗ ban đầu á, thứ nhất là ngoài cái việc mà giáo viên là đã chơi rồi, thì khi mà hỏi ai muốn chơi không thì some girl nè, put up her hand nè, so did I. Như vậy chắc chắn ở đây là không phải là chỉ có một mình anh này là người duy nhất ở trong trường học mà chơi đàn violin. Câu B, he learned to play on an instrument that he borrowed. Anh ấy học chơi ở trên một cái nhạc cụ mà anh ấy mượn. Thì đó là câu trả lời đúng của mình, là anh mượn ông chú ha, không có đờn, nhưng mà chú mới nói là con có thể sử dụng cây đàn của ông ấy, tức là của chú á. Ngay chỗ này mình sẽ trả lời cho câu 14. Rồi mình đọc xem câu C nó bị sai chỗ nào ha. He enjoyed playing the violin as soon as he started learning. Anh ấy bắt đầu ha, thích chơi đàn violin ngay từ khi mà anh ấy bắt đầu chơi. Thì ngay từ khi bắt đầu chơi thì anh ấy cảm nhận đầu tiên là rất là khó. The lesson was really hard at first, chứ không có cái ý nói là anh ấy thích liền. Rồi mình qua đoạn 2 ha. After leaving school, Jack moved to Melbourne. For a time, he preferred listening to music to playing it. The rock music he listened to sounded very different from violin music. So he bought an electric violin and started putting the thing he liked about rock music into the music he played on his violin. Sau khi rời trường thì Jack chuyển đến Melbourne, và trong một khoảng thời gian thì anh ấy thích nghe nhạc hơn là chơi nhạc. Cái ban nhạc rock, cái nhạc rock mà anh ấy nghe thì nghe có vẻ rất là khác so với cái nhạc mà từ violin, từ vĩ cầm ha. Vì vậy anh ấy đã mượn một cái đàn vĩ cầm điện tử và bắt đầu đặt những cái thứ mà anh ấy thích về nhạc rock vào trong cái nhạc mà anh ấy chơi ở trên cây đàn violin. Như vậy bên câu 15 ta hỏi what the writer doing in the second paragraph, tức là tác giả nói cái gì trong cái đoạn thứ hai này, cái ý chính của đoạn thứ hai là gì. Câu A, explaining why Jack thought some music were easy to play. Thì cái ý này, một vài cái thể loại nhạc nó dễ dàng để chơi. Cái này nó giống như not given của mình vậy, không có đề cập tới trong bài. Saying why only a few people like the music Jack play. Ở trong đoạn 2 này cũng không có nói tới một vài người thích cái nhạc mà Jack chơi. Như vậy đáp án còn lại là C ha. Describe how Jack changed the kind of music he play. Mô tả cái cách mà anh ấy
thay đổi cái loại nhạc mà anh ấy chơi. Tức là anh ấy ngày xưa là chơi nhạc violin truyền thống, sau đó khi mà qua bên đây thì mới á, là nghe cái nhạc rock và mượn cái đàn violin điện tử để chơi. Thì chung quy lại của cái đoạn 2 này là anh ấy thay đổi cái nhạc mà anh ấy thích vào trong cái nhạc mà anh ấy chơi. Đó là cái ý của câu 15 này ha. Mình đã trả lời là câu C. Rồi tiếp tục mình qua đoạn 3. After years, Jack met a small troupe of Melbourne musicians. Sau một năm á, một năm sau thì Jack mới gặp một cái nhóm người chơi nhạc của Melbourne. We all talk about music in the same way, a static ocean blue together. Chúng tôi tất cả đều suy nghĩ về nhạc theo cùng một cách và bắt đầu thành lập bắt đầu ha, Ocean Blue là tên của ban nhạc ở trên, thành lập ban nhạc này cùng với nhau. A year later, we were playing lots of concerts. Một năm sau thì chúng tôi chơi rất là nhiều cái buổi hòa nhạc. And our music were selling well. Và nhạc của chúng tôi bán rất là chạy. But we didn't want this to make us different people. We didn't want to stop being friends. Nhưng mà chúng tôi không có muốn cái điều này thì nó làm cho chúng tôi trở thành những người khác. Chúng tôi không có muốn ngừng cái việc mà trở thành bạn bè. Như vậy bên câu 16 người ta hỏi là What does Jack say about Ocean Blue? Jack nói gì về cái ban nhạc Ocean Blue này? Đó là nobody in the band like traveling far to play concerts. Không có ai trong ban nhạc thì thích đi xa để chơi ở trong những cái buổi hòa nhạc. Cái ý này nó không có nói ha các bạn. Rồi câu B là cái the band member were interested in different kind of music. Cái ban nhạc thì cũng rất là thích nhiều cái loại nhạc khác nhau. Thì ở đây mình cũng không có thấy đề cập tới trong bài. Everyone wanted to stay friends when the band became successful. Đó là cái ý đúng của mình. Mọi người thì cũng vẫn muốn trở thành bạn bè khi mà ban nhạc trở nên rất là nổi tiếng, nó thể hiện ở cái chỗ này. Nhưng mà chúng tôi không có muốn cái điều này nè, làm cho chúng tôi trở thành những người khác ha. Chúng tôi không có muốn ngừng cái việc mà trở thành bạn bè. Còn hai cái ý kia thì nó không có nói ở trong cái đoạn này. Ok. Rồi tương tự như vậy, mình qua đoạn cuối cùng ha, đoạn 4. Jack meets many people who think playing the violin is an unusual career, but he doesn't agree with them. Jack gặp rất là nhiều người, những cái người mà nghĩ rằng chơi đàn vĩ cầm là một cái nghề nghiệp nó hơi kỳ lạ, nhưng mà anh ấy thì lại không đồng ý với họ. I think it's the best thing in the world. I guess I'm lucky that way. Tôi nghĩ rằng đó là cái điều tốt nhất ở trên đời này, và tôi đoán tôi đã rất là may mắn theo cái cách đó. The internet has changed music. Internet thì nó đã thay đổi âm nhạc. But when I walk into a violin shop, it's like entering another world, one where time has stopped. Cái thế giới internet đã thay đổi âm nhạc. Nhưng mà khi mà tôi bước vào trong một cái cửa hàng đàn vĩ cầm thì nó giống như là bước vào một cái thế giới khác, cái nơi mà thời gian ngừng lại. Someone has looked at the beautiful old instrument that were 200 or 300 years old. I think that's amazing. Một vài người thì chăm sóc những cái nhạc cụ mà nó cổ hoặc là cũ mà rất là xinh đẹp. Và có cái thì nó đến 200 hoặc 300 năm tuổi. Và tôi nghĩ điều này rất là tuyệt vời. Như vậy bên chỗ câu 17 người ta hỏi gì đây? What does Jack think he lucky? Jack đã nghĩ gì khi mà anh ấy cảm thấy anh ấy rất là may mắn? He meet lots of people. Anh ấy đã gặp nhiều người. Thì điều này không có nói ha. He love what he does. Anh ấy yêu thích cái việc mà anh ấy làm. Tức là anh ấy rất là may mắn theo cái cách đó. Nhiều người nói là cái nghề này nè thì nó là unusual career, nhưng mà anh ấy không có đồng ý. Anh ấy nói là anh ấy là rất là may mắn là đã sống được theo cái cách, tức là trở thành một người chơi đàn violin này. I'm lucky that way. Rồi còn cái câu 20, câu C này, he had unusual career, là cái đó mọi người nói. Chứ còn ở đây người ta hỏi là Jack suy nghĩ cái gì ha, thì cái này nè, là không phải anh ấy suy nghĩ, anh ấy không có đồng ý với họ. Câu 18, Jack think it's a good idea. Jack nghĩ rằng rất thật là tốt khi sao? To keep something that people use in the past. Thôi đúng rồi, để giữ một vài thứ mà người ta ha đã sử dụng trong quá khứ, tức là những cái nhạc cụ mà 200 đến 300 năm tuổi luôn. To make more music available on the internet, là làm cho nhạc nó có nhiều hơn trên internet. Điều này không có nói. To teach more people to play an instrument, để dạy cho nhiều người hơn để chơi nhạc cụ. Điều này cũng không có nói ở trong bài ha. Vậy đáp án câu 18 của mình là A ha. Nó thể hiện ngay chỗ nè,
Một vài người á, đây, some people have looked after beautiful old instruments that are 200 years old and I think that's amazing. Rồi, ok. Thầy đọc lại một lần nữa cho các bạn ha. Rồi, các bạn dò theo và đọc lại. Jack Conder started playing the violin when he was 10. My music teacher played one one day. He asked if anyone wanted to learn. Some girls put up their hand and so did I. I didn't have a violin, but my uncle said I could use his. The lessons were really hard at first, but playing the violin soon became important to me. After leaving school, Jack moved to Melbourne. For a time, he preferred listening to music to playing it. The rock music he listened to sounded very different from violin music, so he bought an electric violin and started putting the thing he liked about rock music into the music he played on his violin. A year later, Jack met a small group of Melbourne musicians. We all talked about music in the same way and started Ocean Blue together. A year later, we were playing lots of concerts and our music were selling well. But we didn't want this to make us different people. We didn't want to stop being friends. Jack met many people who think playing the violin is an unusual career, but he doesn't agree with them. I think it's the best thing in the world. I guess I'm lucky that way. The internet has changed music, but when I walk into a violin shop, it's like entering another world, one where time has stopped. Someone has looked after the beautiful old instrument that are 200 or 300 years old. I think that's amazing. Right, mình xong part 3 ha.